Tử vi tuổi Mão năm 2021, một năm tươi sáng, ít sóng gió to lớn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là chúng ta có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không. Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng nhất. Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người sinh ra sung sướng, đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời mình sẽ thoát khỏi kiếp nghèo đói, từ đó cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tuổi Mão cũng như vậy, sau sự kìm hãm của Thái Tuế trong năm 2020, bước sang năm 2021, con giáp này sẽ có được cơ hội đổi đời giàu sang, gặp được nhiều điều may mắn, cát lành, giúp cho công việc vươn lên như diều gặp gió, thành công rực rỡ. Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe của tuổi Mão trong năm 2021 Tân Sửu, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tổng quan tử vi tuổi Mão năm 2021. Sang năm 2021, thoát khỏi cục diện hình Thái Tuế, năm Tân Sửu đánh dấu sự trở lại bình ổn, xuyên suốt vận trình cả năm của người tuổi Mão. Trong năm, nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Bản mệnh cần tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hết đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Bên cạnh đó, thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ trên phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cẩu hoặc tăng môn, tuổi Mão sẽ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kiêu căng ngạo mạn, kẻo hối không kịp. Người ra bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm, từ đó mang lại may mắn, bình an. Về sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất, về công việc, sự nghiệp. Tuổi Mão bước sang năm Tân Sửu đã không còn bị Thái Tuế che mờ. Năm mới, tuổi Mão dần suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng, vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn sẽ có nhiều thành công rực rỡ. Tuy nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả, tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. Sau tất cả, thiên quan mang tới không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến, bản mệnh hãy chủ động nắm bắt. Để có thể tận dụng vận may và thời điểm này, người tuổi Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của người tuổi Mão. Đồng thời, vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi và phát triển. Thứ hai, về quan vận, lộ trình thăng tiến. Trong năm Tân Sửu, thiên tài đại diện cho thành quả trong công việc, thiên quan đại diện cho chức phó, cơ quan hành pháp. Khi hai các thần này tương trợ, rất có lợi cho những ai làm trong lĩnh vực liên quan đến luật pháp, hành pháp, mức độ thăng tiến rất cao. Có điều, để tạo ra được bước tiến mang tính đột phá, người tuổi Mão phải chấp nhận đánh đổi, tổn hao, không ít công sức và tiền bạc cho các mối quan hệ, ngoại giao.
tài lộc, tiền bạc. Trong năm Tân Sửu, hầu như nguồn thu nhập chính của người tuổi Mão không biến động mạnh, do một phần ảnh hưởng khách quan của thời vận, một phần do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nguồn thu nhập phụ có tăng do có thiên tài hỗ trợ, tuy nhiên có được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức, đòi hỏi cơ giác cần phải sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Hơn nữa, năm 2021 là năm có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỷ, cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến tiền bạc trôi sụt, tài chính nhiều bất ổn. Rất cần có khoản tích lũy từ trước, nếu không có, cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Cho nên để có thể tăng tài lộc và may mắn, người tuổi Mão cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Là một trong những pháp khí của nhà Phật, vòng sẽ giúp tuổi Mão tăng cường vận khí, cải mệnh, tránh tà ma và hung tinh. Đồng thời, vòng sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Tình duyên, gia đạo. Năm 2021 là năm may mắn đối với những người tuổi Mão còn độc thân, bởi trong năm sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm điều kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi bản mệnh phải chủ động tìm kiếm. Chỉ khi đứng đấy, chỉ khi đứng dậy và đi, tuổi Mão mới có thể tìm thấy chân ái cuộc đời. Với những ai đã có đôi có cặp, năm mới tình yêu thăng hoa, có thể tính đến chuyện kết hôn vào nửa cuối năm. Nửa đầu năm là thời điểm mặn nồng nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách, nếu vượt qua thì mới lâu bền. Tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nếu muốn sinh con, các cặp đôi nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả mặt tinh thần và tài chính để đứa trẻ sinh ra được hưởng cuộc sống tốt đẹp. Để có thể kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giáp khai vận Hợi, Mão, Mùi. Với năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho bản mệnh. Về sức khỏe, tuổi Mão trong năm Tân Sửu không xung khắc mệnh với thái tuế, bản mệnh có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất hay chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật, nên sức khỏe trong tầm kiểm soát. Nếu có cũng chỉ là ốm vặt, đau yếu qua loa. Chỉ có điều, những thời điểm thiên cầu, hùng tinh rình rập, con giáp đừng quá lơ là, mất cảnh giác, nếu không sẽ có thể bị té ngã hoặc va quẹt xe cộ. Tuổi Mão nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, ắt tránh rước họa. Bên cạnh đó còn có năm tang môn hung tinh chiếu, gia đình có tang chế, bản mệnh cũng đừng vì thế mà quá đau buồn, kẻo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để hạn chế và hóa giải những hung tinh và vận xấu thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân bảo vệ và che chở bản mệnh. Vòng cũng giống như một tấm bùa phù hộ cho người tuổi Mão. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Mão. Thứ nhất, tử vi 2021 cho Tân Mão sinh năm 1951, Tùng Bách Mộc. Người tuổi Tân Mão gặp năm Tân Sửu không phải chịu tác động trực tiếp của thái tuế nên năm nay về cơ bản là một năm bình ổn. Tuy nhiên, đường tài vận của bản mệnh không vượng, vì thế tốt nhất là không nên ham làm giàu, nếu không sẽ dễ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy thỏa mãn với những gì mình đang có và dần gạt bớt những thứ yếu trong cuộc sống. Đường hôn nhân gia đình của bản mệnh đa phần bình ổn, không gặp phải quá nhiều biến động. Thứ hai, tử vi 2021 tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Kim Bạch Kim. Tử vi 2021 tuổi Mão cho thấy Tân Sửu là một năm không có nhiều biến động đối với người tuổi Quý Mão. Bản mệnh vẫn đạt được những bước phát triển nhất định nhưng không quá rõ ràng, cần phải liên tục cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo thì mới mong đạt được kết quả. Về phương diện tài lộc, tuổi Quý Mão vẫn có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái nhưng không nhiều. Tốt nhất nên cẩn thận đưa ra những quyết định, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Điều quan trọng mà con giáp cần nhớ trong năm nay là chớ nên tham lam, biết dừng lại đúng lúc. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, Đại Khê Thủy. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Ất Mão không phải chịu tác động trực tiếp đến từ thái tuế, cho nên năm 2021 chủ yếu là một năm bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, cũng do đó mà bản mệnh
khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Con giáp cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, đừng nên lơ là, đến được đâu hay đến đấy, nếu không bản mệnh sẽ tụt lùi so với đồng nghiệp. Cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh trái túi. Người làm đầu tư, kinh doanh tốt nhất nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, Lưu Trung Hòa. Trong năm 2021, phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Đinh Mão có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bản mệnh đạt được bước thăng tiến rõ rệt. Do đó, bản mệnh cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Bản mệnh không nên tham lam, chạy theo cái lợi trước mắt. Tốt nhất, hãy chậm mà chắc, rồi bạn vẫn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thứ năm, tử vi 2021 tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, Thành Đầu Thổ. Năm 2021 là một năm yên bình đối với những người sinh năm Kỷ Mão, mọi việc về cơ bản vẫn duy trì ổn định. Năm nay, bản mệnh có thể bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc làm. Tốt nhất bản mệnh không nên quá lo lắng và hấp tấp, hãy bước những bước chậm mà chắc, bởi chặng đường tương lai phía trước còn rất dài. Ngoài ra, trong thời điểm này, nhân duyên con giáp khá tốt, nhưng đường quý nhân thì không vượng. Muốn đạt được điều gì, cần phải dựa nhiều vào công sức của chính mình. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Mão. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần sau.